Hello anh em, cuối cùng thì mình cũng vào được con game Tân Long Viện rồi anh em ơi. Mình đang tạo tài khoản và thử chơi nha anh em nha. Yes. Vào game thôi. Xem con game 200.000 người chơi như nào. Có bộ full kit cốt chung mình để dưới phần mô tả video nha anh em nha. Anh em vào trang nạp.soha-game.vgame.vn ấy. Rồi anh em nhập cốt vào và sẽ phụ được bộ kiếp chung thôi, rất là dễ. Chủ yếu là mình muốn chơi thử con game này để xem cái đồ họa của nó thế nào nhá. Cũng là một con game dàn trận trẻ tướng thôi anh em. Các nhân vật dàn hết ra đây, màn hình dọc. Đồ họa thì mình thấy chưa có gì được sắc, nhưng mà được mấy cái hiệu ứng kỹ năng nên cả tạo hình nhân vật trông buồn cười. Cái đồ họa nó không phải là đẹp anh em ạ, mà đồ họa nó làm cái kiểu gây hài ấy, tấu hài ấy, chứ không phải là đồ họa làm cho đẹp nhé. Có cả hợp kích các kiểu này. Nếu anh em mà chơi theo kiểu chơi vui ấy thì mà không ham hố đua tốt các kiểu thì con game này chơi giải trí thật sự. Cái kiểu chơi của nó không áp lực. Cái kiểu đua tốt anh em chơi cảm giác nghe nhạc này, chill chill, nhìn thấy hình nhân vật nó ngộ nghĩnh, nó hài cái buồn cười thì con game này hợp anh em đấy. Chứ mà để đem con game này lên bàn cân so sánh với những con game đỉnh cao và đồ họa khác mà thì dọc thì rất là khó nhỉ. Con game này nhìn qua chỉ là 2D thôi. Tạo hình đầu nấm với các kiểu bộ truyện tranh, theo bộ truyện tranh đúng nguyên tác thì hay đấy. Fan của Âu Long mà không chơi con game này thì đúng thật là một thiếu sót cực kỳ lớn. Mình thì cũng không phải là fan của bộ truyện đấy, nên là mình chơi mình đánh giá một cách khách quan, chủ quan đấy. Thì thế cũng được, chơi cũng hay đấy. Theo trên phương diện của một game thủ thì mình thấy con game này nó cũng đầy đủ tất cả. Tính giải trí có này, tính chiến thuật có này, đấy, đua top các kiểu, logic trong game cũng có luôn, rất thích hợp cho anh em game thủ lẫn anh em fan phong trào để chơi. Thường ở kinh nghiệm bảo luôn. Chuẩn bị
sẵn sàng chịu chết chưa? Thế như gió bão. Cùng chơi chứ. Hai chú ông bay nào, bay nào. Trời, mình ra chắc là mình ra mẹ ăn cái bộ cốt thôi. Cài đặt server. Cái tài khoản này của mình chưa liên kết nên là chắc chưa nhập được cốt đâu anh ạ. Em đợi chút nha. Lúc trước tài khoản khách xong bây giờ liên kết tài khoản xong nó lại bắt trên lại anh em ạ. Hơi mệt. Đâu, nhưng mà không sao anh em, cách nhập cốt thì cũng đơn giản thôi. Cách nhập cốt thì anh em vào cái trang này mình nhỉ. Đây. Anh em vào nạp.suha.game.vn gạch Tân Nô Long Viện. Đấy, cho anh em mà bắt trở lại là mình chưa có nhân vật. Anh em vẫn là nhân vật của anh em, xong nhập bộ full bộ cốt này vào thôi. Đấy, thế là được. Thế sau anh em quay trở lại game mình sẽ thấy full bộ cốt đấy. Nó là rơi ra. Nên thôi, chắc clip của mình cũng dừng lại tới đây rồi nhỉ. Lại bắt trở lại. Đây là sức mạnh. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye nha.